Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trước các báo ra ngày hôm nay, 24 tháng 2 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2, tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu của dự án luật dược sửa đổi. Dự thảo nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban dân nguyện, dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 13 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo Nhân dân cho biết. Về công tác nhiệm kỳ khóa 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có lúc chưa quyết liệt, dẫn đến không hoàn thành chương trình đề ra. Hoạt động giám sát còn một số hạn chế, cơ chế kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát mới bước đầu đường xây dựng và thực hiện. Việc giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh mặc dù có triển khai nhưng kết quả còn hạn chế. Những ngày qua, các cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương trong cả nước đã tích cực chuẩn bị cho lễ giao nhận thanh niên nhập ngũ năm 2016 và quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ quân sự. Là năm đầu tiên thực hiện luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi, chỉ tuyển quân một lần trong năm nên các địa phương, đơn vị tập trung mọi nỗ lực để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Mục cùng bàn luận, báo Quân đội Nhân dân thông tin chi tiết nội dung này. Để tiếp sức cho thanh niên nhập ngũ, nhiều địa phương, cơ quan, đoàn thể đã trích quỹ, quyên góp tiền, vật chất, hỗ trợ gia đình có thanh niên nhập ngũ. Hoạt động tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ trâu, bò giống, ưu đãi vay vốn sản xuất cho gia đình có thanh niên nhập ngũ, nhất là những gia đình nghèo, neo đơn, ngày càng nhiều và thường xuyên hơn. Nhiều địa phương còn chủ động liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tìm việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Những việc làm trên không chỉ là sự quan tâm của Đảng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, mà còn là đạo lý tương thân tương ái của dân tộc ta, thể hiện trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ bổ sung những sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng nhưng còn thiếu vắng trong sách giáo khoa hiện hành vào chương trình giáo dục mới như chiến tranh biên giới, chủ quyền biển đảo. Điều này đã được các chuyên gia, giáo viên và học sinh ủng hộ. Báo Lao động hôm nay có bài viết đề cập nội dung này. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong quá trình biên soạn chương trình sách giáo khoa mới, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ lắng nghe ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà sử học để đưa nội dung còn được ít đề cập trong sách giáo khoa lịch sử hiện hành vào sách giáo khoa mới. Trong đó có các cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc Việt Trung, Việt Nam, Campuchia và một số nội dung liên quan đến Trường Sa, Hoàng Sa. Đồng tình với chủ trương trên, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, là công dân Việt Nam, học sinh cần biết và hiểu đất nước ta đã trải qua những chặng đường lịch sử nào, đất nước ta dài, rộng ra sao. Vì thế, sách giáo khoa rất cần đề cập đến những nội dung này ngay từ lớp 1, kể cả những phần bị chiếm đóng hay những thất bại. Ông Rinh đánh giá, bây giờ mới đưa vào là bổ sung, nhưng muộn còn hơn không làm. Mới đây, một clip xuất hiện trên mạng và đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một thanh niên bị đuối nước sau mấy phút chơi với trên hồ thì chìm hẳn. Trong khi đó, rất nhiều nam thanh nữ tú đang đứng trên bờ, nhưng không có bất cứ một ai ra tay cứu giúp. Một vấn đề và dư luận báo Nông nghiệp hôm nay đề cập vấn đề này qua bài Sự vô cảm và tội ác. Địa điểm được quay clip đó là hồ Hàm Nghi thuộc phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Nhiều người xem và nghe được những lời nói từ clip không khỏi rùng mình, thương người thanh niên không may đó và bức xúc trước thái độ thờ ơ, vô cảm của những người đứng xem. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời chỉ có thể là đạo đức xã hội đang bị băng hoại nghiêm trọng. Sự xuống cấp đó của đạo đức khiến lòng người tương thân, tương ái, lòng dũng cảm của con người chết dần, chết mòn. Mà một khi đạo đức bị băng hoại, lòng tương thân, tương ái, lòng dũng cảm của con người chết dần, con người trở nên thờ ơ, vô cảm trước độc loại, thì hiển nhiên là tội ác lên ngôi. Những năm gần đây, với việc ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc, thông qua các chương trình, đề án và kỹ thuật thâm canh cây trồng của người dân ngày càng được nâng cao, diện tích trồng rau quả trên địa bàn tỉnh không ngừng được tăng nhanh cả về quy mô và sản lượng, báo Vĩnh Phúc cho biết. Xác định rau quả là một trong những cây trồng hàng hóa giá trị cao. Năm 2012, tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn giai đoạn đến năm 2020. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung quy hoạch
và hỗ trợ phát triển vùng chuyên canh rau quả, chuyển một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau quả, hỗ trợ các địa phương thực hiện dồn thửa, đổi ruộng để tăng quy mô sản xuất rau phục vụ vùng quy hoạch chuyên canh rau. Cùng với đó, đào tạo, tập huấn người trồng rau chuyên nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành hàng rau quả theo các chuỗi liên kết. Thông tin vừa rồi đã khép lại mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào.